Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Năm thứ 36 đời Asa, Baesha vua Israel đi lên đánh Juda, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào được. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua, gửi đến Ben-hadad vua Syria ở tại Đa-mách mà rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như thân phụ của tôi và thân phụ của ông đã làm. Kìa, tôi gửi dâng cho ông bạc và vàng. Hãy đi hủy ước của ông với Baesha vua Israel để người xa khỏi tôi." Ben-hadad nghe theo lời vua Asa, bèn sai các tướng đạo binh mình đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Abin-ma'im cùng các thành kho tàng của đất Nephtali. Sải khi Baesha hay điều đó, liền thôi xây đồn Rama và bãi công việc. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, chúng lấy đem đi đá và gỗ mà Baesha đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng đồ ấy xây cất Geba và Mitba. Trong khi ấy, đấng tiên kiến Hanani đến cùng Asa vua Juda mà nói rằng: "Bởi vì vua nương cậy vua Syria, không nương cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Syria đã thoát khỏi tay ông. Dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng nó vào tay vua. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này, vua có cư xử cách dạ dột, nên từ này về sau, vua sẽ có giặc giả." Asa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người, vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Trong lúc đó, Asa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Này, các công việc của Asa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm thứ 39 đời Asa trị vì, Asa bị đau chân đến nỗi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Asa an giấc cùng tổ phụ người. Băng hà năm thứ 41 đời người trị vì, người ta chôn người nơi mồ mả chính người đã đào cho mình trong thành David, để người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phép hòa hương. Đoạn người ta xông hương cho người rất nhiều. Chương 17. Josaphat, con trai Asa, cai trị thế cho người. Người làm cho nước mình ra mạnh để nghịch cùng Israel, đặt những cơ binh nơi các thành bền vững của Juda, lập đồn trong xứ Juda và trong các thành Ephraim mà Asa cha người đã chiếm lấy. Đức Giê-hô-va ở cùng Josaphat vì người đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài chớ chẳng làm như Israel. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến nước vững chắc trong tay người. Cả Giu-đa dâng lễ vật cho Josaphat, người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá dỡ các nơi cao và những thần tượng Asera khỏi Giu-đa. Năm thứ 3 đời Josaphat trị vì, người sai các tôi tớ mình là Ben-hai, Obadiah, Sachari, Nathanael và Mikaya đi dạy dỗ trong các thành xứ Juda. Có mấy người Lê-vi đi với họ là Shemaya, Nethania, Sebadia, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia và Tobadonia. Lại có Elishama và Yoram, hai thầy tế lễ cũng đi nữa. Chúng có đem theo mình sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, đi vòng các thành xứ Juda mà dạy dỗ dân sự. Đức Giê-hô-va
khiến các nước ở bốn phía của Giu-đa kinh hãi, chẳng dám chinh chiến với Giô-sa-phát. Có dân Philippines đem dâng cho Giô-sa-phát những lễ vật và bạc cống thuế. Người Ả Rập cũng dẫn đến cho người những bầy súc vật, 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Giô-sa-phát càng ngày càng cường đại cho đến tột bực. Người xây cất trong xứ Giu-đa những đền đài và thành kho tàng. Người có nhiều công việc trong các thành Giu-đa và tại Jerusalem có những lính chiến mạnh dạn. Đây là sổ kể các người ấy tùy theo nhà tổ phụ họ. Về Giu-đa có những quan tướng ngàn người là Ác-na làm đầu, người lãnh 30.000 người mạnh dạn. Kế người có Giô-ha-nan làm đầu, người lãnh 28.000 người mạnh dạn. Sau người này có Amasia, con trai của Siết-ri, là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va, người lãnh 20.000 người mạnh dạn. Về Benjamin có Eliada là người mạnh dạn, người lãnh 20.000 quân cầm cung và khiên. Kế người có Giê-hô-sa-bát, người lãnh 18.000 binh đều sắm sửa ra trận. Đó là những người giúp việc vua, trừ ra những người mà vua đã đặt trong các thành bền vững khắp xứ Giu-đa. Chương 18. Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết Suy-gia cùng A-háp. Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Samari. A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át. Ahab, vua Israel, nói với Giô-sa-phát vua Giu-đa rằng: "Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át chăng?" Người đáp: "Tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua, tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến." Giô-sa-phát lại nói với vua Israel rằng: "Tôi xin vua hãy cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã." Vua Israel nhóm các tiên tri, số là 400 người mà hỏi rằng: "Chúng ta có nên đánh Ra-mốt tại Ga-la-át hay là chẳng nên?" Chúng đáp rằng: "Hãy đi lên, Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua." Nhưng Giô-sa-phát tiếp rằng: "Ở đây còn có một đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta hỏi người ấy chăng?" Vua Israel đáp với Giô-sa-phát rằng: "Còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhờ người ấy, ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn." Giô-sa-phát nói: "Xin vua chớ nói như vậy." Vua Israel bèn gọi một hoạn quan đến mà bảo rằng: "Hãy đòi Mi-chê, con trai Diêm-la đến lập tức." Vả, vua Israel và Giô-sa-phát vua Giu-đa, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên ngai mình ở nơi sân đạp lúa tại cửa thành Samari, còn hết thảy các tiên tri nói tiên tri ở trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng: "Đức Giê-hô-va phán như vậy: với các sừng này, vua sẽ bán dân Syria cho đến khi diệt hết chúng nó." Các tiên tri đều nói một cách mà rằng: "Hãy đi lên đánh Ra-mốt tại Ga-la-át, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua." Vả, sứ giả đã đi đòi Mi-chê, nói với người rằng: "Này, những tiên tri đều đồng thanh báo cáo sự lành cho vua. Vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành." Nhưng Mi-chê đáp rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, hễ sự gì Đức Chúa Trời ta sẽ phán dặn thì ta sẽ nói cho." Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng: "Hỡi Mi-chê, chúng ta có nên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át hay là chẳng nên đi?" Người đáp: "Hãy đi lên, vua sẽ được thắng, chúng nó sẽ bị phó vào tay hai vua." Vua nói với người rằng: "Biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va nói chân thật với ta." Mi-chê đáp: "Tôi thấy cả Israel tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng:
những kẻ ấy không có chủ. Ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng: Tôi há chẳng có nói với vua rằng người không nói tiên tri điều lành về việc tôi bèn là điều dữ sao? Mi-chê lại tiếp: Vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài, còn cả đạo binh trên trời đứng chầu bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ai sẽ đi dụ A-háp vua Israel để người đi lên Ra-mốt tại Ga-la-át mà ngã chết ở đó? Rồi người nói cách này, kẻ nói cách khác. Bây giờ có một thần đi ra, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Dụ làm sao? Thần thưa lại rằng: Tôi sẽ đi ra làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi làm như người. Vậy bây giờ hãy xem Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sẽ giáng họa trên vua. Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đi đến gần, vả Mi-chê nơi má mà nói rằng: Thần Đức Giê-hô-va có từ khỏi ta mà đi ngã nào đặng mách bảo cho ngươi? Mi-chê đáp: Kìa, trong ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng: Hãy bắt Mi-chê dẫn đến A-môn là quan cai thành, và cho Giô-ách con trai của vua, rồi hãy nói: Vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê bèn nói: Nếu vua trở về bình an, ắt Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Người lại nói: Hỡi chúng dân, hết thảy hãy nghe điều đó. Vậy vua Israel và Giô-sa-phát vua Giu-đa đồng đi lên Ra-mốt tại Ga-la-át. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng: Tôi sẽ cải dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo sống vua. Vua Israel bằng ăn mặc cải dạng, rồi hai người đi ra trận. Vả vua Syri có truyền lệnh cho các quan cai xe mình rằng: Chớ áp đánh ai hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Sảy khi các quan cai xe thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: Ấy là vua Israel. Chúng bèn xây lại đặng áp đánh người. Giô-sa-phát kêu la lớn: Đức Giê-hô-va tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến chúng giang xa khỏi người. Vậy sảy khi các quan cai xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại chẳng đuổi theo nữa. Bây giờ có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel trúng nhầm vua nơi mối giáp đâu lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng: Hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi hàng quân, vì ta bị thương nặng. Trong ngày đó thế trận càng thêm dữ dội. Song vua Israel đứng vịn trên xe mình, đối mặt cùng dân Syri, cho đến buổi chiều, người chết vào lối mặt trời lặn. Chương 7. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn.
Song nếu họ chẳng thiền mình được thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình uông đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại, nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy, đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu cắt bì mà được gọi chăng thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đứng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thong thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình
làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Và tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên nếu đồ ăn xúi anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Chương 9. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng: ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại,
vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Anh em há chẳng biết rằng, trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Các quan xét chúng nó bị ném xuống bên hòn đá, họ sẽ nghe lời tôi, vì lời tôi êm dịu. Hài cốt chúng tôi bị rải rác nơi cửa âm phủ, khác nào khi người ta cày ruộng và tách đất ra. Chúa Giê-hô-va ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi, và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.